Và tiếp theo trên một điểm báo sẽ gửi tới quý vị và các bạn những bài báo nổi bật đăng tải trên các số báo số ra sáng ngày hôm nay. Ở trên trang 5 của báo tuổi trẻ ngày hôm nay đăng tải bài viết vỡ hồ chứa bùn thải Titan, sai phạm đã được cảnh báo. Dạng sáng ngày 16 tháng 6, thì hồ chứa nước bùn thải Titan của công ty Tân Quang Cường ở xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận đã bất ngờ bị vỡ, khiến một lượng lớn bùn đỏ tràn ra ngoài môi trường, chảy thẳng xuống biển khi trời sáng người dân chứng kiến một cảnh tượng tan hoang nơi có bùn đỏ đi qua nhiều km bờ biển của khu du lịch tiến thành tân thành thuận quý bị nhuộm đỏ du khách tại đây không dám xuống biển tắm bà trần thị nam chủ đầu tư điểm du lịch hiếu nam kể lại mấy năm trước mọi suối nhum bị vỡ tràn bùn đỏ ra biển chúng tôi bị thiệt hại nhiều rồi một thời gian sau khách mới quay lại ổn định nay vỡ tiếp tràn ra biển thế này làm sao chúng tôi làm ăn cho được Ngoài ra khi sự cố xảy ra thì giao thông trên đường ven biển Tân Thành, Thuận Quý đã bị gián đoạn tạm thời. Ông Nguyễn Văn Tám, nguyên trưởng phòng tài nguyên nước và khí tượng Thủy Văn đã về hưu cho rằng những hành vi sai phạm của công ty đã được ông cảnh báo trước nhưng không được xử lý. Theo ông Tám thì khi đó với tư cách là trưởng phòng tài nguyên nước và khí tượng thủy văn, ông đã đề nghị bằng văn bản cho lãnh đạo sở sớm báo cáo cho ủy ban nhân dân tỉnh và thành lập đoàn thanh tra toàn diện các hoạt động của công ty Tân Quang Cường. Tuy nhiên không hiểu vì sao công ty này vẫn ngang nhiên khai thác sử dụng nguồn nước xả thải trái phép mà không bị xử lý mạnh tay. Tiếp theo sẽ là một bài báo ở trên trang 3 của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh với nhan đề hộ khẩu tạo ra nhiều bất công. Những người tạm trú phải gặp nhiều rào cản khi tiếp cận dịch vụ và việc làm trong khối nhà nước, tạo ra phí tổn xã hội và bất công. Đây chính là nhận định này được đưa ra tại hội thảo công bố báo cáo nghiên cứu hệ thống đăng ký hộ khẩu ở Việt Nam do Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Ngân hàng Thế giới VKB tổ chức sáng ngày 16 tháng 6. Và theo ông Vũ Văn Đức, Trung tâm hỗ trợ giáo dục không chính quy và phát triển cộng đồng cho biết, hộ khẩu là nỗi ám ảnh đối với bản thân và gia đình tôi trong nhiều năm trước đây. Vốn là cán bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 1978 tôi được cử lên Lai Châu công tác. Khi đó thì tôi được cắt khẩu khỏi Hà Nội, kéo theo là phải cắt thêm sổ gạo và sổ canteen. Vợ tôi được cử lên công tác ở Phú Thọ cũng thế. Sau này con tôi sang học ở Đông Âu, tôi phải chú ý giữ lại cẩn thận những chứng từ về sổ gạo, sổ hộ khẩu phòng khi con trở về và sẽ dễ dàng nhập hộ khẩu vào gia đình. Điều đáng bừng là khi con tôi về nước năm 2005, tình hình hộ khẩu đã đỡ hơn rất nhiều. Và theo khảo sát về hộ khẩu được thực hiện ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng và các tỉnh Bình Dương, Đắk Nông, số người không có hộ khẩu ở 5 tỉnh thành này khoảng là 5,6 triệu người, trong đó thành phố Hồ Chí Minh có 2,9 triệu người, Bình Dương là 1,4 triệu người, Hà Nội là 1,3 triệu người, Đà Nẵng là 120.000 người và ở Đắk Nông là 40.000 người. Sau sự việc sinh viên phát hiện có giòi ở trong phần cơm mua tại căng tin B3, khu ký túc xá B, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 14 tháng 6 thì nhiều sinh viên trong ký túc xá cho biết là rất lo lắng. Chấp nhận giá cao để được ăn sạch là nhan đề bài viết phản ánh vấn đề này đăng tải ở trên trang 10 của báo Tuổi Trẻ. Bạn Lê Thị Thùy Dung, sinh viên năm 3 trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lúc đầu mới vào ở mình cũng có ăn cơm nhưng cảm thấy không hợp khẩu vị. Bây giờ mình thường ăn ở ngoài làng đại học, có đôi khi mua cơm chay 10.000 đồng tại ký túc xá. Việc ăn uống của sinh viên có nhiều điều chăn trở. Đối với sinh viên, ăn đâu cũng vậy vì đâu biết thức ăn đảm bảo hay không, mà có biết thì cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Còn bạn Minh Khang, sinh viên năm thứ tư trường Đại học Kinh tế Luật Thành phố Hồ Chí Minh thì kể, cơm ở ký túc xá hơi khô, có khi còn sống nhưng phải chấp nhận vì người ta nấu với số lượng quá lớn nên cả một năm đầu Khang đều ăn cơm ký túc xá. Sau đó Khang thường ăn uống ở ngoài, mua đồ ở siêu thị mặc dù giá đắt hơn, không chỉ ở ký túc xá mà tất cả hàng quán ở trong khu vực đều không yên tâm khi ăn uống khác với Dung và Khang thì một sinh viên năm 2 của trường Đại học Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh tỏ ra thông cảm với vụ việc bởi vì ở làng đại học thì mọi thức ăn đều giống nhau, sinh viên cũng không biết nguồn gốc thực phẩm từ đâu và ai quản lý, ai kiểm tra. Bạn Hoài Hương, sinh viên của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho biết, mỗi phần cơm ở ký túc xá trung bình là 15.000 đồng, so với mặt bằng chung thì tương đối rẻ nên khó để đảm bảo đầy đủ chất lượng. Và bạn sẵn sàng chấp nhận một bữa cơm đắt tiền hơn để có thể ăn ngon và đảm bảo vệ sinh hơn. Thưa quý vị, kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2016, thành phố ế ẩm, nông thôn trái nhà trọ, đây chính là nhan đề của bài báo Nông thôn ngày nay, trang năm. Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo thay đổi cách thi, phân luồng các cụm thi khiến cho các thí sinh thay đổi hẳn cách ôn luyện, đồng thời các nhà trọ ở các thành phố lớn cũng mất mùa. Năm 2015 cả nước có 38 cụm thi trung học phổ thông quốc gia đặt ở 23 tỉnh thành cho các thí sinh ở có quyền vọng thi lấy điểm xét tuyển tốt nghiệp và vào đại học cao đẳng. Tuy nhiên thì năm nay thay bằng việc tổ chức thi liên tỉnh, các cụm thi được Bộ Giáo dục và Đào tạo chia đều về hết các cụm các tỉnh thành với 120 cụm thi. Điều này đã khiến cho sức ép nhà trọ đổ lên các tỉnh lẻ, trong khi nguồn lực này ở các thành phố lớn trở lên lại thừa thãi. Thời điểm này, các năm trước đã vào mùa cầu của các chủ thuê nhà trọ ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố lớn. Ngược lại với không khí nóng ở những năm trước thì năm nay những tấm biển có phòng cho thí sinh thuê đã thừa thất hẳn. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo thì kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2016 sẽ có 120 cụm thi, trong đó có 70 cụm thi là do các trường đại học chủ trì dành cho những thí sinh dự thi với hai mục đích: lấy kết quả xét tốt nghiệp Trung học phổ thông và xét tuyển vào đại học cao đẳng. 50 cụm thi là do Sở Giáo dục Đào tạo chủ trì dành cho các thí sinh dự thi chỉ với mục đích lấy kết quả xét tốt nghiệp Trung học phổ thông. Hàng vạn trẻ thủ đô thiếu sân chơi dịp hè là nhân đề bài báo của nhóm phóng viên Nguyễn Hà và Quang Lộc đăng tải ở trên trang 7 của báo Tiền Phong ngày hôm nay. Tại các khu tập thể như Thanh Xuân ở quận Thanh Xuân, khu tập thể Nghĩa Tân ở quận Cầu Giấy, tập thể ở Đội Cấn, quận Ba Đình và các khu đô thị mới như Mỹ Đình, Trung Hòa Nhân Chính. Những khu vực từng là vườn hoa, sân chơi cho trẻ em giờ trở thành địa điểm buôn bán, kinh doanh dịch vụ như hàng ăn, cà phê, trà đá, thậm chí là họp chợ, làm bãi gửi xe. Những sân chơi còn lại dành cho trẻ em của cả khu trung cư chỉ khoảng răm chục mét vuông. Với giam ba thứ đồ chơi cũ kỹ, hoen gì không còn được sử dụng vì không có chỗ vui chơi, trẻ em liều ra lòng đường đá bóng, nô đùa, bất chấp nguy hiểm rình rập. Tại các khu vui chơi công cộng như Hồ Tây, Hồ Gươm, Công viên Hòa Bình Thống Nhất, được nhiều bậc phụ huynh lựa chọn là điểm lý tưởng để trẻ em được vui chơi giải trí. Nhưng ở đây cũng ẩn chứa, không ít mối nguy hiểm cho trẻ. Nắng nóng là thời điểm gia tăng về bệnh dại. Bất chấp những khuyến cáo của Cục Y tế Dự phòng, thì những chú chó không được rõ mõm vẫn được thả rông ở những nơi công cộng trên địa bàn Hà Nội quy định cấm người mẫu mặc ảnh chụp ảnh nút bộ thì bận sửa thông tin còn nghệ sĩ thì phớt lờ đây chính là nhan đề được phản ánh ở trên trang 6 của báo lao động vừa có hiệu lực thông tư 01 của Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch đã gây tranh cãi và bị Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp tuyết còi vì có nhiều điểm thiếu tính pháp lý. Cũng vì thông tư còn đang chờ sửa nên người mẫu, nghệ sĩ hoặc là phớt lờ quy định hoặc là bất chấp án phạt để PR cho tên tuổi cũng như là sản phẩm của mình. Việc thông tư 01 hướng dẫn chi tiết về thực hiện Nghị định 79-2012 NDCP quy định về việc biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời gian, thời trang, thi người đẹp và người mẫu, ghi hình ca múa nhạc sân khấu có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 đã được kỳ vọng sẽ là cây gậy thép để chấn chỉnh hoạt động nghệ thuật biểu diễn vốn nhiều bát nháo và phức tạp đối với hàng loạt người đẹp thì chui ăn mặc hở hang phản cảm tổ chức biểu diễn không xin phép vi phạm quyền tác giả tuy nhiên thì đã nảy sinh ra những cuộc cạnh tranh gay gắt về việc có nên cấm người mẫu người có danh hiệu chụp ảnh nút và phản tán trên mạng internet hay không. thêm vào đó là về vấn đề bản quyền trong xin phép tổ chức biểu diễn khiến ca nhạc sĩ bất bình và vì quyền sở hữu trí tuệ của tác giả bị xem nhẹ.